chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sáng nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Thưa quý vị và các bạn, nói đến vẻ đẹp của đảo Phú Quốc, Kiên Giang, khách du lịch thường nghĩ đến những bãi cát trắng thoai thoải trải dài, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với nhiều loài động vật quý hiếm. Song nếu đam mê khám phá, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị nơi đây. Và ai đến với Phú Quốc dịp này thì suối Tiên sẽ là điểm dừng chân thú vị. Đường vào suối Tiên tuy hẹp nhưng khá dễ đi, hai bên sim rừng mọc kín đường uốn lượn quanh co giữa bạt ngàn rừng núi. Từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch hàng năm là thời điểm sim rừng chín rộ, những cô gái chàng trai địa phương hò hẹn cùng lên rừng hái sim chín rồi đem về ủ cho lên men để lấy mật sim. Mật sim pha với rượu gạo sẽ cho một loại nước lên men với tên gọi là rượu sim, một đặc sản nổi tiếng không kém gì nước mắm hay hồ tiêu của Phú Quốc. Đến với suối Tiên thì du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn cảnh thiên nhiên hữu tình. Tại đây có một dòng nước chảy từ trên núi xuống với chiều dài tới hơn 1 cây số. Giống như suối đá bàn, suối chanh, lòng suối Tiên cũng có những tảng đá to nhưng khá bằng phẳng, có thể trở thành nơi nghỉ chân cho du khách. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tại các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét và có sương mù rải rác. Tại Điện Biên, nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 9 độ, còn ban ngày nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 14 độ với độ ẩm 90%. Tại Tam Đảo, nhiệt độ duy trì ở mức 8 đến 15 độ với độ ẩm khoảng 100%. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời chuyển rét, nhiều mây và có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Hà Giang, nhiệt độ trong ngày từ 15 đến 19 độ với độ ẩm 90%. Tại Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 20 độ với độ ẩm 95%. Tại Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 15 đến 21 độ với độ ẩm 100%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng ở phần phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất là 24 độ, với độ ẩm khoảng 90%. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 26 độ, với độ ẩm 90%. Tại Huế, nhiệt độ duy trì từ 19 đến 28 độ, với độ ẩm 80%. Tại Đà Nẵng có mưa và se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 độ và cao nhất 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Hội An có mưa với biên độ nhiệt dao động từ 20 đến 30 độ với độ ẩm 75%. Tại Bà Nà có mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ về đêm 13 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 23 độ với độ ẩm 80%. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, ban ngày trời nắng nhẹ không mưa, chiều tối và đêm có mưa một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang, nhiệt độ trong ngày từ 23 độ đến 29 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại Mũi Né, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 65%. Tại Vũng Tàu, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 31 độ với độ ẩm 60%. Tại khu vực vùng cao Tây Nguyên, Pleiku không mưa, trời rét về đêm với nhiệt độ thấp nhất 16 độ và cao nhất 28 độ với độ ẩm 55%. Tại Buôn Mê Thuật không mưa, nhiệt độ duy trì từ 18 đến 30 độ với độ ẩm 55%. Tại Đà Lạt không mưa, trời rét, nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ với độ ẩm 60%. Các tỉnh Nam Bộ thời tiết ổn định, hầu hết không mưa, nắng nhẹ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất 24 độ và cao nhất 33 độ với độ ẩm 50%. Tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 32 độ với độ ẩm 55%. Tại U Minh, nhiệt độ trong ngày từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 60%. Thời tiết biển thuận lợi cho du lịch, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất tại Côn Đảo 27 độ và cao nhất 31 độ với độ ẩm 70%. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào nhẹ rải rác với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông mạnh cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ và cao nhất 32 độ tại Phú Quốc với độ ẩm 75%.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.